Chào mấy anh em, thì cũng khá lâu rồi, cũng mấy tuần trôi qua rồi, vì em có một chút cái công việc gia đình đó, em cần phải xử lý cho nó xong. Thì sau khi em xử lý xong cái chuyện xong chuyện gia đình xong thì em sẽ review tiếp tục đồ nghề cho mấy anh em ha. Thì hàng hôm nay thì em có ít món thôi ha, thì cái nào em lên clip xong thì em up lên, anh em mà có nhu cầu mua thì anh em mua ha. Cũng rất là cảm ơn tất cả các anh em ấy trong cái thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ em, luôn luôn thông cảm, anh em thông cảm và ủng hộ cho em ha. Thì đầu tiên em có một cái cây kéo kéo cắt cành trên cao của hãng hãng gì đây, thì nó rất là dài nha. Đây em lấy cái thước em đo cái cây này thì nó hầu như nó chưa có sử dụng, mà em chỉ bán cho mấy anh em ở gần gần rồi ha. Với lại cây này anh em chuyển khoản thì chuyển khoản này cộng với phí ship, còn khách mà đã mua hàng em rồi á thì em mới COD nha. Đây để em đo, tại nó rắc rối, để em đo cái kích thước trước cho anh em xem ha. Thì cây này nó dài, tổng chiều dài của nó là 1 mét, là 2 mét nha. Cây này độ cao 2 mét, thì ở đây nó có thêm một cái lưỡi cưa đó, để em bung ra trước cho mấy anh xem này. Nó xài sao thì anh em chỉ cần việc mở cái này ra ha, rồi anh em đóng cái này lại nè, là nó 2 mét đó, nó cao 2 mét nè, em thấy không, cao 2 mét nè. Đó đây, cái này nó nặng khoảng hơn 1 ký, thì khi mà anh em bóp á thì anh em dùng cái miệng đó nè, nó dài quá em không mong bóp được luôn, để dùm ra đây để cho anh em xem ha. Đó vậy, hai nữa là trên nó có cái lưỡi cưa. Cái cây này nó hơi phức tạp tí nha. Đó. Rồi đây là cái lưỡi cưa để anh em kéo cưa luôn cái cành ở trên cao luôn, thì anh em mà vừa cắt vừa cưa, thì cưa thì cũng đơn giản thôi, anh em mở cái này ra, anh em siết lại, siết nó lại, siết sao tôi ta, à đây à, đó. Anh em mở cái này ra nè, đây anh em mở cái bát này ra ha, mình đẩy cái này lên, anh em đưa cái này vô cái con tán này giữ lại, rồi anh em cài xuống đó, vậy là xong ha, cưa chắc chắn, anh em cưa được cành ở trên cao thì nó là cái cưa. Thì mở ra thì cái cưa này nó có 3 cấp chế độ nè, anh em mở mở cái này nè, rồi xay cái lưỡi theo tùy ý ha. Cái lưỡi này nó có bán thì anh em, thì nó hư thì anh em mua thì anh em thay lại được ha. Đó. Em đưa nó xuống trở lại. Đó. Em tháo ra, đóng nó vô lại. Thì cái lưỡi này nó hầu như nó chưa có sử dụng đâu, còn cả cái bọc giấy nó, thì cái cây này nó cũng chưa có sử dụng nha. Đây lưỡi, tổng chiều dài cây này 2 mét, đây cái hạn của nó đây đó, cái đầu bấm của nó là cũng bằng nhôm đúc, nó có cái bệ cao su để đỡ cái cây kéo đây ha.
Rồi cái mã số 1 á, cây kéo này em bán giá 750.000 nha. Cho một cái cây kéo vừa cưa vừa cắt ở trên cành cao. Hai mét ha. Em bán giá 750 mà em chỉ bán cho khách đó trong Sài Gòn thôi. Còn khách ở xa thì nó thuộc về cái độ dài anh em. Nó dài, nó thuộc về cái độ dài thì nó bị rơi vô là cái đồ cồng kềnh. Cho nên là cái phí ship của nó hơi mắc. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là bán cho anh em một cái cục đe. Này là cái cục đe. Đó, đe gò dày hay là để anh em sưu tầm rồi đó. Đó, anh em mà để bàn nó vậy. Đó, anh em để thì nó như vậy đó, để cho anh em sưu tầm rồi ha. Đó, cái cục đe đó là mã số 2. Em bán cái cục đe đó là giá 550.000. Cái kích thước nó cao là 16 cm, nó nặng tầm 3 kg. Cái đế dày của nó thì nó là 15. Đây 15 đó, đẹp ha. Em bán giá 550.000 một cái cây đe để anh em sưu tầm. Số 2. Số 3 là bán một cái bộ lục giác. Một cái bộ lục giác của hãng Swell. Cái bộ này rất là nhiều. Bộ này nặng cũng cả ký á. Bộ này bán giá 900.000 nha. Thì nó đây. Nó gồm hai bộ lục giác. Một bên á là hệ mét. Là cái nhỏ nhất của nó là được 0.7 nha anh em. Đó, 0.7, 0.8, 0.7, 0.9, 1.3, 0.5, 2, 2.5, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 10. Đó là một bên này nó là gồm 15 món. Thì cái bộ này nó là 30 món. 2, 4, 6. Cái bộ này nó là 30 món. Đó. Bộ như vậy là 30 món. Ở bên đây thì nó là hệ in. Không, hệ in của nó là 0.28 này. 0.28, 0.35, 0.5.55. Rồi tới 1/6, rồi tới 5. Cái to nhất là 3/8 nha. 3/8 có nghĩa là nó 9/6. Thì một bộ như vậy nó gồm 30 món. 30 món để cho anh em nó một bộ như vậy là nó 30 món để cho anh em lựa chọn để cho anh em xài. Nhưng mà tất cả các bạn, cái bộ lục giác nó quý nha, giá nhất là ở mấy cái khẩu này nè, khẩu nhỏ đó. Anh em mua hoài không có bán đâu, hiếm lắm. Để mở những cái siêu nhỏ nè, em có một bộ này thì nó cực kỳ xịn luôn, em xài cũng khá là lâu rồi. Bộ này cực kỳ xịn, bộ này của hãng Falcom. Bộ này mua mới khoảng 3 triệu á đó. Nhưng mà nó kỹ theo cái kỹ thuật của nó chỉ nhỏ nhất, cái cây nhỏ nhất của nó là 1.5 ly thôi nha, chứ nó không có mấy cây 0.mấy đâu. Bộ đó thì để xài, em xài quăng ngoài mưa về nắng lâu rồi, 3, 4, 5 năm rồi nó, nhưng mà nó vẫn còn đẹp đó anh em thấy không. À rồi, cái bộ này không có bao nhiêu nữa. Ở cái bộ này nó có cái móc, ở sau nó có cái móc nè. Anh em có thể trong gia đình thì nó đơn giản thì anh em làm cái cây đinh á. Còn cái đinh giống như em này nè. Nó cần cái cần máng nó vô thôi. Rồi, đúng không? Đó, chỉ cần máng nó vô như vậy là xài thôi.
thì khi là xài lấy xuống ha. Rồi bộ số 3, mã số 3 bán cho anh em giá là 900.000 cái bộ rụng giá này nha, 900k. Mã số 4 là một cái cây để cho anh em sưu tầm, một cái cây sáo sắp tay. Cây này thì ở trên mạng nó cũng khá là đắt ha, nó không phải như giống mấy cái cây nhựa ở Yamaha Việt Nam đâu. Quan trọng là mình có cái mã này nè, IRS 3012 nè. Cái này là cây soprano mà in Japan, thì ở trên trên cái thân nó vẫn là mắc in Japan ha. Đây G nè, nó cũng là da bằng, nhưng cái cây này anh em tháo ra được nó thành 3 khúc nè, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc. Đó là cây sáo tay. Còn thổi sao thì nghệ nhân thổi với mình biết thổi. Rồi, bán cái cây sáo này là 350.000 nha. Cây sáo 350 cho anh em xài. Mã số 4, mã số 5 và mã số 6, anh em lấy một cặp. Cây số 5 số 6 thì em bán cho anh em giá 500.000 hai cái này nha. 500 thì nó không đắt, nó rẻ. Tại cái cây này nó hiếm nè, nó sắp tô, cây này rất là hiếm. Răng cỏ thì đẹp mà đồ sắp tô thì xài nó rất là tốt. Cái này kìm hai nắp, kìm hai nắp trợ lực sắp tôn. Cái thứ hai nữa là cái cây cắt tôn cũng là sắp tôn, cũng là hiệu của nó. Cái này thì rất là đẹp, mỏ cong nha. Cái này là mỏ cong đó. Đồ cây mấy cái kéo cắt tôn của em này thì anh em biết rồi, nó hiếm lắm. Rồi mã số 5 250, mã số 6 300.000 nha, hai cái mã này. Anh em nào lấy một cặp thì em ưu tiên bán cho anh em một cặp, thì cặp như vậy là giá của nó 500.000. Cái mã ở đây là nó chung rất là lạ ha. Em giới thiệu luôn cho anh em, tại em ở nhà em hết đi rút rồi, còn gì rút em biểu diễn cho mấy anh em xem. Tượng trưng nha, tượng trưng bằng cái cọng dây rút mà em cắt được. Cái cây này nếu mà giá mới của nó thì nó rất là đắt, em phải nói là cực kỳ đắt luôn, đắt hồi nhiều. Khi mà em biết được cái giá của cái cây này á, thì có những cái cây của Đức á, của những cây của Đức và những cây của Mỹ á, giá nó thật là kinh khủng luôn, nó anh em không thể tưởng tượng. Cái này nó có số nha, nó có số lực nè, từ số 0 nó đi tới số 3, số 4 gì đó. Em cũng không có thời gian, thì nó tùy theo cái cấp độ lực mà má anh em riết á. Khi mà má anh em cắt, má anh em rút dây xong, má anh em đưa cái này vô nè, cái này nó cọng này hơi to. Rồi anh em, má anh em đưa vô này, anh em rút ha. Đó, rút tự cắt luôn nha. Thì nó cắt của nó làm sao, nó hay kêu nó là nó cắt một cái là nó bằng luôn ha, nó bằng ngang luôn. Nó bằng ngang mà nó không có bị bén. Rồi cái thứ hai, cái cây này nó phục vụ cho công việc của má anh em mà chuyên đi làm á. Thì ví dụ mấy anh em rút cái dây rút từ sáng tới chiều á, thì không cái tay mà kéo cái dây rút vậy, có mang găng tay thì nó khó thao tác. Mà mấy anh em rút mà từ sáng tới chiều á, thì không thể nào mấy anh em rút được. Chỉ có dùng cái dụng cụ này, thứ nhất là mấy anh em bấm á, đó, nó cắt rất là đơn giản ha, cắt rất là đơn giản. Và anh em chỉnh được cái hệ số lực của nó à, anh em chỉnh được cái hệ số lực của nó ở dưới này tùy theo ha. Đó, dặn nó về số 0 là số nhỏ nhất, lên số 1 nè. Đó. Rồi lên số 2, lên số 3 luôn. Đây, số 2. Thì mấy cây này mấy anh em biết tiếng Anh á, mấy anh em dò ra thử mấy cái hãng Bulldog đó, trời, cái giá của nó kinh khủng lắm, nó tính bằng tiền đô mà $100 trở lên. Cây 200-300 đô bình thường. Thì cái cây này nó phục vụ cho mấy anh em làm cái công việc đó ha. Rồi em bán cái mã số 7 nè,
Mã số 7 em bán giá 250.000 nha. Anh em nào thấy thích hợp thì mua về sưu tầm là gì đó ha. Thấy hợp lý ý thì mua. Mã số 8. Mã số 8 là một cái cây cần của Đức, bán giá 300.000. Cây này là cây 3/8 ha. Đây, Water Germany. Cái này thì rất là đẹp. Cây này nó không có xài bi nha anh em. Cây này nó xài chốt. Nó xài chốt gài chứ không phải bi nha. Cho nên là một số anh em không biết lại nói là tưởng nhầm ô cái cây này nó bị hư rồi, bị mất cái dương bi rồi mà nó còn lấy ra bán, nhưng mà không phải ha. Cây này là đây. Thì nó có thêm một cái đầu đầu của nó đây luôn ha. Đầu của nó cũng là của cái hãng đó, nhưng cái đầu nó là sẽ 1/3 3/8 nó ra 3/4 đó, 3/8 nó chuyển 3/4 đây luôn ha. Đây Germany của hãng nó luôn đó. Đây thì cái đồ cái này rất là chắc chắn nha, nó rọc rẹt chuyển thì cái này nó xài bằng cái nút gài này nè. Đây cái nút gài, lúc em không biết em mở ra em đập ra nó gãy đó, không thét thì đó. Anh em nó có cái chốt như vậy thì anh em về lấy cái cây gì đó nó vừa thì anh em chốt lại ha. Đó chẳng hạn như vậy, anh em đưa đúng vô cái lỗ của nó đó, anh em đưa đúng vô cái lỗ của nó rồi anh em chốt lại rồi xài. Mà chốt nó vừa thì anh em xài ha. Nó xài chốt gài chứ không phải là nó xài ấy. Rồi cây này mã số 7 em bán giá 300k cho một cái cây này với cái đầu chỉ của Đức nha. 300k mã số 7. Mã số 8, sorry, mã số 8. Mã số 9 là một cái cây Tanto mini. Cái này thì rất là đẹp. Bán giá 450.000 nha. Cây Tanto này. Cây Tanto này thì vân nó lên rất là đẹp rồi. Rất là xịn. Cái này tổng chiều dài 23, lưỡi 2 cm, phần lưỡi bén của nó là 14.5 nha. Cái này thì nó lên Harmon nha. 450 mã số 9. Mã số 10. Mã số 10 là một cái cây dao đi rừng đẹp, rất là đẹp, nguyên bản nha. Ở sau có cái mọc này. Đó, cái mọc nó là thép gì, là thép carbon, thép carbon. Ở trước quẳng đóng tên hãng lưỡi 108 thì tổng chiều dài của cây này là 36, cây này nặng khoảng 7 lạng, bản lưỡi của cây này là 65, cái lưỡi của nó là 108 đúng luôn á ha, 108. Cây này dày 6 ly rồi, cây này bán giá 600 mã số 10 nha. Số 10 giá 600k. Mã số 11 là một cái cây kéo cắt cành. Mã số 11 là một cái cây kéo cắt cành. Đó. Đầy đủ rất đẹp. Cái này của Nhật. Rất là đẹp luôn. Rất là dày dặn, cây này sắp size 20.5, đẹp, chất lượng cao. Rồi cây này bán 350.000 mã số 11 nha. Mã số 12 bán một cái cây dít đóng hãng best sale 650.000, best sale 2008 in bắc driver. Thì cây này có sử dụng qua rồi nhưng mà cái chất lượng còn rất là cao, đầu 1/2. Đây nè, cái lít đó này nó xài thì nói chung nó lấy búa sắt nó đóng rồi nhưng mà chất lượng còn ngon ha. Đầu 1/2 đó. Mũi 8 ly. Em không có mũi nha. Mũi 8 ly. Rồi bán cái cây dít đóng này giá 650.000, cây này nặng 1 kg. Mã
số 14 là bán cho mua anh em một cái viên đá mài để cao su. Viên này là viên đá đá bùng. Viên này chưa sử dụng. Viên đá bùng này chưa có sử dụng. Viên này kích thước của nó là viên này tầm độ 2000 nha anh em, 2000 grit. 21000 1000 đến 2000 đây. Dài 19 ngang 4.5. Độ dày của nó là 22 cm. Không, 18, 18 thì đúng cái thiết chuẩn của nó. Ở dưới nó có một cái đế cao su. Đế cao su mấy cục này thì đắt tiền ha. Đây. Mã số 14 giá 300k, bán anh em cục đá này 300k nha. Cục đá đá bùng. 300k. Mã số 15 thì cục này nó đắt hơn anh em. Cục này nói chung cái chỗ này thì không có vấn đề, anh em cứ xài vô tư ha. Tại cái cục này nó còn nhiều lắm. Em bán cục này 700. Cục này là kinh. Kinh 8000. Kinh 8000. Tổng chiều dài của này là 21. Ngang là 72. Cao của cái này thì nó là 15. Ừ, cục này là nó dài 15, kích thước chuẩn nha. Thì cục này là kinh 8000. Kinh 8000 đế gỗ. Rất là đẹp. Em bán cục đây giá 700.000 mã số 15 nha. Mã số 16. Một cái cây cần lắc của Tone giá 250.000. Đầu 1/2. Giá băng 371 rồi. Ok, em bán cái cây này giá 250.000 mã số 16. Mã số 17. Một bán 150.000. Mã số 17. 150.000. Số 17 nó là gì? Nó là một cái đầu kẹp mũi khoan dùng cho máy bắn vít của hãng Vessel, và thêm đó là một cái mũi Vessel hai đầu của nó. Để vô thì nó rất là chắc. Lấy cái kìm rút ra. Đây. Ở trong này nó có, ở trong cái lỗ này nó có hai cái viên bi kẹp để nó kẹp cái mũi khoan lại. Đây, cái mũi này là cái mũi hai đầu, đầu và ke với một đầu bốn cạnh bằng đầu hai cạnh đó, kích thước 6 ly 3 chuẩn. Thì để anh em làm gì, để anh em đưa vô một cái máy bắn vít. Đây thì giờ mình xả nó ra. Đó, anh em kẹp xả nó ra. Anh em bắn nó vô lại. Rồi anh em kẹp cái mũi khoan, cái này mình kẹp được mũi 1 ly ha. Em bán cái đầu khoan chứ không có bán cái cây vít nha anh em. Anh em nói ồ trong hồi gửi hàng rồi cây vít vô đâu, chết em luôn á. Rồi, hãng Vessel, mã số 17 là 150.000. Cái mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và đăng ký kênh em trong thời gian qua. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều luôn.